Mến chào cô chú anh chị, các bạn và các em gần xa. Ngày mới mình thân chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và hạnh phúc mỗi ngày. Hôm nay mời cả nhà cùng với gia đình mình đi vào phố và sau đó chúng ta vào chợ Việt Nam để mua trái cây, vì chợ này có nhiều loại trái cây để mình lựa chọn. Và bây giờ mình mời cả nhà xem video vui vẻ nha. Đã đến chợ rồi, mời cả nhà vào chợ tham quan một vòng nha. Chợ này trưng bày rất là đẹp, có nhiều chậu hoa văn nhìn hấp dẫn.
Chợ Việt Nam thì mình thích đi chợ này lắm. Thì bán rất là nhiều đồ để mình cần mua. Thì gia đình mình thường ăn món ăn Việt Nam. Muốn nấu bún nước lèo thì vô đây mình sẽ mua đầy đủ hết. Mắm kho cũng có đầy đủ hết các loại mắm. Hôm nay mít về cũng tươi quá. Một hồi mình cũng lựa chọn cho mình một trái. Hình như đang giảm giá. Cả nhà nhìn xem phong cảnh chợ rất là đẹp, sạch sẽ, gọn, ngăn nắp. Giống như một cái siêu thị. Cam tươi ngon quá. Ngọt lắm á cả nhà, cam kali á. Đây này cả nhà, bưởi da xanh mà mình cần mua nè, nó rất là ngon. Hôm nay có hàng mới về cho nên mình tranh thủ. Nó trái tròn to đẹp. Bưởi này rất là ngọt. Mình thường mua bưởi này ăn lắm. Tuy rằng nó đắt nhưng mà xứng đáng đồng tiền, ngọt. Một trái như vậy khoảng 11 hoặc 12 đồng. Khi mà nó sale thì 1 đồng 49, còn không sale thì 2 đồng 49, có khi 2 đồng 99 nữa. Hôm nay mình mua một cặp. Rồi bây giờ mời cả nhà đi tham quan một vòng chợ nha.
Rồi bây giờ mình ra quầy để tính tiền rồi đi về. Cả nhà ơi, video mình cũng khá dài rồi. Xin tạm dừng nơi đây và cũng không quên nói lời cảm ơn đến cả nhà bấy lâu nay luôn đồng hành, yêu thương, xem video và ủng hộ. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và hạnh phúc mỗi ngày. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video sau.